Hello mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh youtube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay Thì ngày hôm nay Tiến lại có một cái thông tin cực kỳ là nóng hổi nha cô chú anh chị ha Thì à, chị Ni vừa gửi một cái đơn cho tòa án nha cô chú anh chị là Đơn đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà à, shit nha cô chú anh chị ha à, Thì em để đây à, cho cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi nha Căng căng rồi mà qua cái đơn này lại thấy được nhiều cái nội dung mà mẹ con cô sáu đã làm đơn để mà kiện rồi tranh chấp thật sự rất là vô lý của chú anh chị và vô lý chỗ nào à, thì tiến sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị từng chi tiết nha và đặc biệt thì trong đây thì chị Nhi nói một cái câu như thế này việc bà sáu đi kiện và cố tình khai rằng là nghệ sĩ ưu tú vũ linh không có con không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất là lời khai gian dối làm ảnh hưởng nghiêm trọng và lợi ích hợp pháp tới hồng loan à ghê ông cô chú anh chị quả bị chưa cực chưa hết đâu quý vị biết không ngoài việc mà tranh giành cái nhà đúng không rồi á là quý vị nói rằng á là chú vũ linh sẽ cho cô cháu gái này một chiếc xe đó, và một số vốn để mà làm ăn số vốn đó tạm tính ra là 3 tỷ nữa căng nha căng nha tham gì mà tham dữ vậy trời thôi muốn lấy hết lấy hết luôn đi chứ giờ quý vị thấy không muốn lấy hết tất cả mọi thứ luôn à <laughs> thì bởi vì bây giờ là bởi vì người hại không chết đâu mà trời hại mới chết nè đó đợt này lòi ra nhiều cái mà thật sự là hú hồn luôn cô chú chị em đọc cái lá đơn này xong thì em cũng không biết là nói gì với mẹ con của cô sáu nữa đó. thì em xin đọc và chia sẻ đến cho cô chú anh chị nha thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2023 tức là ngày hôm qua đó nha cô chú anh chị ha đơn đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của cô sáu nè kính gửi ông chánh án tòa án nhân dân quận phú nhuận thành phố hồ chí minh thẩm phán lê minh đức tôi tên nguyễn thị minh thái sinh năm 1983 địa chỉ 3 chấm số điện thoại 3 chấm là người đại diện theo ủy quyền của bà võ thị hồng loan kèm theo giấy tờ quyển 3 chấm do văn phòng công chứng uh, Nguy, Nguyễn, Nguyệt Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh chứng ngày 24 tháng 7 năm 2023. Bà Võ Thị Hồng Loan gọi tắt là Hồng Loan là bị đơn trong vụ án tranh chấp về thừa kế với nguyên đơn là bà Sáu à, gọi tắt là bà HN. Theo thông báo về thủ lý vụ án số 44 3 chấm Tòa án nhân dân quận Phú Nhận, thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung đơn khởi kiện ngày 3 tháng 5 năm 2023. Theo đó, bà HN hơn bà Sáu đi cho rằng ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cha của Hồng Loan, sinh thời không có vợ, không có con, chỉ là cha chỉ có cha là ông Võ Văn Nhượng, chết năm 1981, mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc, chết năm 1990 bà HN là em gái ruột. À, chú Bảy là em trai ruột của cố nghệ sĩ để lại một khối tài sản và di chúc miệng được ghi hình âm thanh với nội dung với nội dung cho căn nhà số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận phú nhuận thành phố hồ chí minh cho bà à, hb à, là con gái của bà hn là bà sáu đó cô chú anh chị do đó bà sáu khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giải quyết công nhận những yêu cầu của bà sáu như sau à, quý vị nghe nha những yêu cầu như thế này nè nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận phú nhuận thành phố hồ chí minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu ở nhà ở và tài sản gắn liền trên đất do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 cho bà à, HB là cô cháu gái đó theo di trúc nguyện có người làm chứng à, có ghi âm à, hình ông Võ Quang ngoan từ năm 2021 ghê không cô chú anh chị ghê không đó. ghê không ai làm chứng đó là cái anh mà Đông đông Dương đó cô chú anh chị đó. Đông Dương làm chứng đó cô chú anh chị đó. ghê lắm mà thật sự cái buổi đó quý vị cũng thấy rồi bữa đó là ngồi ăn uống nhậu nhẹt rồi ghi hình chứ đâu phải là một cái ngồi giả sử như muốn cho tài sản đúng không? Ờ là trang nghiêm ra đây, à, có luật sư nè, có bên uh, bên văn phòng công chứng hoặc là có cơ quan chức năng nè, rồi có người làm chứng ở đây nè, ngồi ở đây tuyên bố nè. Ờ à, giả sử như tôi muốn cho cái nhà này cho cái cô cháu gái nè, đó mọi người làm chứng nè, rồi ngày hôm sau đem uh, làm giấy tờ nè, chứ ai mà cho cái nhà cả trăm tỷ mà chỉ cần nói a, à, tôi cho cái nhà đó cho 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 cô cháu gái. Ớ, trời ơi trăm tỷ đâu phải là cái chuyện đùa đâu có chú anh chị đó mà làm gì di, di, di chúc miệng lại đó. đó rồi xong có người làm chứng vậy là được thừa hưởng rồi nha sau này chắc nếu mà cái này thành sự thật chắc là sau này sẽ có nhiều di chúc miệng lắm nè đó Rồi em cô chú anh chị đó vậy mà nói rằng em không có tham gia vào vụ này đâu nha cô chú anh chị tại mẹ em á mẹ em mẹ tức á mẹ tức là mẹ mẹ tức gì cả, hồng loan á là lên mộ nói này nói kia nói xấu về gia đình nên mẹ tức mẹ kiện em biết em có khuyên mẹ rồi cái phần thắng là nó nhỏ lắm à, hồng loan là con nuôi cũng giống như con ruột thôi đó hồng loan gia đình từ xưa đến giờ xem hồng loan giống như con ruột vậy đó nhưng mà từ khi cậu mất cái là hết xem hồng loan con ruột của chú gì đó, nói từ xưa đến giờ gia đình xem hồng loan là con ruột của tự nhiên cái khi mà cố nghệ sĩ vừa mất cái là lại lên đó là tuyên bố là con nuôi gì vậy đúng không cô chú anh chị Nó, em không có kiện tụng như nè em có tranh giành tài sản gì trơn á tại mẹ em á nhưng mà khoảng cao thấp lắm hồng loan có đủ giấy tờ hợp pháp là như là hồng loan cũng xem như con con, con nuôi cũng giống như con ruột đó được thừa hưởng tài sản của cậu em <laughs> mà bây giờ không quý vị thấy không lên uh, lại lại tố cáo là con nuôi là không được thưởng tài sản của cậu mình để lại phải bảo vệ giọt máu đào giọt máu đào là là dạng như cháu ngoại cũng được nha cô chú anh chị đó giống như là bùm bùm cũng được nha rồi cháu nội đích tôn cũng không được rồi giáo đào nha phải đứa cháu con của em ruột rồi đứa cháu mà khác họ mới được nha ghê không 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 mà tiết lộ cho cô chú anh chị nói nhỏ nhỏ thôi nha em nghe thiên hạ người ta đồn đó. nói lá đơn của cô sáu hình như là lá đơn đầu tiên á là bị bác rồi em nghe đồn vậy đó nha chứ em muốn khẳng định nha nghe đồn bị bác rồi thì cô sáu mới kiện thêm một cái lá đơn nữa cô chú anh chị <laughs> nói chung là muốn kéo dài cái sự việc này ra <laughs> muốn kéo dài cái câu chuyện mà kiện tụng này ra để còn cớ để lên nói của chú anh chị Đúng không à, mà lá đơn này thì là đòi tước đi cái lá đơn đầu là tranh giành tài sản cái lá đơn này là đòi thêm cái cái nữa là đòi tước đi cái quyền làm con của hồng loan với những cái à, mục một như thế này thứ nhất hồng loan là con nuôi <laughs> cái thứ hai là hồng loan không có chăm sóc cho ba mình và cô sáu là cái người hàng thừa kế thứ nhất <laughs> đó cô chú ghê ghê không à? bây giờ là muốn tước đi cái quyền làm con luôn cô chú anh chị à, ghê lắm à. rồi tiếp tục nha một số 2 của cô sáu yêu cầu nè mục này là rất là quan trọng luôn nè cô chú anh chị phần 2 phần tài sản còn lại cũng được thực hiện theo đúng di nguyện của ông võ quang ngoan lúc 21 giờ 12 phút ngày 31 tháng 10 năm 2021 là khi bán đất mua cho bà À, gì HP một chiếc xe ô tô à, cùng với một số tiền vài tỷ để làm vốn tạm tính là 3 tỷ ghê không có chú anh chị? à, là bán đắt đúng không, không biết đắt nó bán được bao nhiêu nha nhưng mà là phải mua một chiếc ô tô và chiếc ô tô này cũng không có nói giá luôn nha cô chú anh chị giả sử như lúc đó sự cô cháu gái mà à, tôi thích ở chiếc mệt x450 à, hoặc là chiếc Rolls Royce này kia à, mua chiếc xe xong đó là còn bao nhiêu lại á à, đưa 3 tỷ nữa rồi mà mới chia lại phần còn lại cho sáu bảy cho cô chú anh chị ghê không tham em nói thật sự muốn bào hết trơn luôn cô chú anh chị <laughs> ghê <Gây> không <laughs> cho số vốn làm ăn tạm tính là 3 tỷ thôi rồi không biết nhìn xuống ở dưới nó còn cháu còn cháu còn cháu ngoại còn cháu đích tôm còn con thanh nữa mà giờ muốn lấy hết luôn cô chú anh chị em mới nói rồi, 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 cho vài tỷ làm làm vốn làm ăn tạm tính rồi thêm một chiếc xe rồi đường này coi như là muốn lấy hết còn đội gì nữa đúng không đó, giả sử như miếng đất đem bán cho cho bán là 10 tỷ đi hoặc là hai tỷ đi ở giờ cô cháu gái ra lựa chiếc xe tại vì xe đâu nó bao nhiêu tiền nó có anh chị thì sau này giả sử ra mua xe xong rồi à, thắng ra tôi ra mua xe tôi lựa xe nào mắc nhất mua xong rồi lấy 3 tỷ tự như là hết luôn rồi như là tài sản toàn bộ là thuộc về cô cháu gái này luôn rồi cô chú anh chị ghê không ghê không à, ghê cái nội dung thứ hai nội dung thứ ba nè số còn lại kính đề nghị quý tò xem xét chia đôi cho cô sáu và chú bảy vì hàng thừa kế thứ nhất không có nên bà sáu và ông bảy thuộc hàng thừa kế thứ hai là người được hưởng tài sản di sản thừa kế của ông võ ông ngoan rồi không à, lúc bữa lúc, lúc thì coi hồng loan giống như con ruột còn bây giờ là tự nhiên cái có nghệ sĩ vừa mắt là uh, coi như là không có nha không có hàng thừa kế thứ nhất luôn nha không có cháu ngoại cháu nội gì đây hết trơn á bây giờ là chỉ còn có cô sáu và chú bảy là người thân thôi ghê okay, không cô chú anh chị, em nói thật sự nếu mà cái người á, người ta muốn tranh giả sử như người ta muốn lấy tài sản lại cho anh mình à, vì không muốn à, để cho người khác thừa hưởng á, ít ra cũng còn mấy đứa cháu, đúng không? Bây giờ bỏ qua luôn. Con bác tư giả sử như bây giờ trời uh, bác tư mắc nè thì con bác tư là người thừa hưởng, đúng không? Nó cũng được quyền thừa hưởng mà giờ bỏ luôn, không cho nằm trong cái quyền thừa hưởng luôn cô chú anh chị ghê không? Tham lam tới vậy đó. À, chia cho con xong rồi chia cho mẹ. À, là xong hết trơn luôn rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Ghê quá. Ngày 5 tháng 6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc thụ lý án theo đơn khởi kiện của cô Sáu và cùng ngày. À, ngày 5 tháng 6 thông báo về việc thụ lý theo đơn kiện của bà Sáu và cùng ngày, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi giấy triệu tập Hồng Loan đến tòa làm việc vào ngày 22 tháng 6 với tư cách là bị đơn trong vụ án tranh chấp thừa kế với nguyên đơn là cô Sáu nêu trên. Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Hồng Loan đã đến tòa án nhân dân quận Phú Nhận, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy triệu tập và Hồng Loan cũng đã có bạn tự khai kèm theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và chứng nhận chứng minh và những tài liệu khác chứng minh Hồng Loan là con gái hợp pháp và duy nhất của ông võ ông an à cái này quý vị thấy không ở đây có ghi một cái nội dung rất là hay nè thì có làm một bản tự khai và có đem giấy khai sinh và sổ hộ khẩu và một số những cái tài liệu khác là ý ra là dẫn như những cái video những cái hình ảnh hay là những cái gì đó à, để mà chứng minh hồng loan là con của cô quý sĩ nha chứ không phải là có chỉ có giấy khai sinh với hộ khẩu không nha à, chứng minh mình là chứng minh uh, thủ tục đi khai nhận thừa kế di sản đăng bộ sang tên chủ sở hữu sử dụng theo đúng theo quy định của pháp luật ngày 3 tháng 7, luật sư nguyễn tiết ngọc người bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của hồng loan đã có văn bản trình bày ý kiến của luật sư gửi đến tòa án đề nghị xem xét đình chỉ yêu cầu uh, khởi kiện của nguyên đơn uh, là bà bà sáu của chú chị vì lý do đơn vì lý do bị đơn Hồng Loan đã chứng minh đủ tư cách thuộc hàng thừa kế thứ nhất duy nhất của ông Võ Văn Ngoan cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và như vậy bị đơn là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn sống có quyền hưởng di sản không từ chối nhận di sản không bị chức quyền hưởng di sản theo quy định tại điều số 620 621 bộ luật dân sự 2015 nên nguyên đơn bà sáu và những người thuộc hàng thừa kế thứ hai chú bảy yêu cầu được hưởng di sản trong trường hợp vẫn còn hàng thừa kế thứ nhất là không phù hợp với quy định của pháp luật luật sư căn cứ khoảng 2 điều 2 nghị định số 4 năm 2017 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ngày 5 tháng 2, ngày 5 tháng 5 năm 2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 đều 192 bộ luật tố tụng dân sự số 92 sạc 2015 sạc QH13 để yêu cầu tòa đình chỉ giải quyết khởi kiện của bà Sáu vì khoảng 2 điều 2 nghị định số 4 năm 2017 đã nêu rõ yêu cầu khởi kiện của cơ quan tổ chức cá nhân không cần xác minh thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ để kết luận là không có việc quyền và lợi hợp pháp của họ bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ ví dụ Cụ A chết năm 2010 để lại di sản là căn nhà ít nhưng không có di trúc và không có họ thần khác. Cụ A có con là ông B còn sống thì có quyền thừa hưởng hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa hưởng tài sản. Không thuộc trường hợp không được quyền thừa hưởng di sản theo điều số 621 Bộ Luật Dân Sự 2015 trường hợp này theo quy định của pháp luật. À. Và khúc này mới căn này của chú anh chị hồng loan đã được cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh là cha à, con à, tại ủy ban nhân dân quận phú nhuận thành phố hồ chí minh à, vậy là lần này nữa ha quý vị ha họ lên mạng họ nói rằng là à, chú vũ linh nhờ người khác đi đăng ký à, giấy khai sinh cho hồng loan nhưng mà không sai hoàn toàn ha đợt này là trong đơn nói rõ ràng nè cái này thì trong đây thì đâu có thể nào mà nói láo được của chú anh chị đúng không đó là chính chú Vũ Linh là người đăng ký khai sinh và trong cái giấy khai sinh của Hồng Loan cũng đã để đó cái người mà đăng ký giấy khai sinh là chú Vũ Linh đó có chú anh chị đó bởi vậy nói rằng là chú Linh nhờ người khác đi đăng ký ha của chú anh chị à, đâu phu nhận và có nghệ sĩ đã nuôi nắng chăm sóc dưỡng dục và Hồng Loan sinh sống cùng sống cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ nhỏ đến lớn cố nghệ sĩ tổ chức đám cưới cho Hồng Loan và tất cả mọi người đều biết và công nhận tình cha con của cố nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh đối với Hồng Loan. Việc bà Sáu đi kiện và cố tình khai rằng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không có con, không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất là lời khai gian dối, không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi hợp pháp của Hồng Loan, mà còn cố tình gây ra tranh chấp khi mình không có quyền để các cơ quan tiến hành tố tụng phải mất nhiều thời gian để giải quyết pháp luật chỉ bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của những người xâm phạm chứ không phải để bất cứ ai cũng có thể lợi dụng luật pháp mà có hành vi gian dối tạo ra những phiền hà à, cho người khác khiến cơ quan chức năng phải phục vụ cho những cái mục đích không chính đáng không hợp pháp của họ do đó căn cứ vào điểm g khoảng 1 điều hai điều 217 và khoảng điểm A khoảng B về khoảng 1 điều 192 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tôi đề nghị chánh án xem xét và đề nghị thẩm phán Lê Minh Phước tòa án nhân dân quận Phú Nhận thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp về thừa kế giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Loan và bị đơn giữ à, giữa nguyên đơn là bà Sáu và bị đơn là Võ Thị Hồng Loan để đảm bảo quyền và lợi hợp pháp cho Võ Thị Hồng Loan theo đúng quy định của pháp luật. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào các tài liệu đính kèm. À, thì quý vị thấy chưa? Thì ngày hôm qua thì chị Ni cũng đã gửi em đơn đề nghị và chúng ta phải chờ kết quả đi. Em nghĩ là kết quả sẽ sớm thôi. <laughs> kết quả sẽ sớm thôi. Đợt này là rất là rõ ràng rồi. Đúng không cô chú anh chị? Tại bây giờ á, bên kia á, họ không thể nào mà chứng minh hồng loan là không phải hàng thừa kế thứ nhất á tại vì sao tại vì cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh đã thừa nhận trên truyền thông trên báo chí và với rất là nhiều người hồng loan là con của mình và trong giấy tờ cũng vậy vậy tại sao hồng loan không được thừa hưởng tài sản không là quyền thừa kế thứ nhất được hàng thừa kế thứ nhất được bởi vì quý vị không về phải chi á cố nghệ sĩ chưa bao giờ nói à tôi có con hết trơn á cũng chưa bao giờ biết về hồng loan hết trơn á hoặc là trong giấy tờ không có hồng loan này kia không có nằm trong hộ khẩu hoặc là không có chồng trong cái khai sinh á thì còn nói được còn đằng này bị không chính là lúc sinh thời lúc còn sống cố nghệ sĩ vẫn khẳng định với mọi người à, là tôi có một đứa con gái và bây giờ có rất là nhiều video tôi có một đứa con gái duy nhất đó là tên là võ thị hồng loan và trên báo chí nữa thì ta dựa vào đó thì người ta sẽ xem xét thôi chứ đâu phải là muốn chút cái quyền là, là dễ đâu cô chú anh chị đúng không À, và chừng nào chừng nào bao giờ mà họ chứng minh được thứ nhất nè giấy khai sinh của hồng loan giả nè à, hoặc là chứng minh được á, có nghệ sĩ có để lấy giấy tờ mà từ bỏ nói tung từ, từ hồng loan có giấy tờ thì còn được còn đằng này không có cô chú anh chị còn cái việc mà có nghệ sĩ hứa cho của cháu gái này á thì biết nhiêu trên cuộc đời cuộc sống thì biết như người hứa bây giờ hứa rồi bây giờ có nghệ sĩ không có làm giấy tờ thì coi như là đó là lời hứa cho vui thôi chứ làm gì mà có nếu mà thật sự nếu mà muốn cho em nói thật sự tại sao họ phải ghi âm họ quay hình lại họ nhớ ngày giờ để họ quay họ họ quay video mà không có thời gian để mà họ đi gặp cố nghệ sĩ lúc mà cố nghệ sĩ còn sống đó gặp à hôm qua bác năm cậu năm gì đó à, cho con cái nhà đúng không thì hôm nay cậu làm giấy tờ cho con đi chứ đừng nãy ra đừng có nghĩ ra à cũng hứa cho rồi thì thì sau này cái đó là sẽ là của mình này kia đâu có vụ đó của chú anh chị và qua cái đơn này vị thấy rõ ràng không đó là trời ơi đòi hết cái nhà trong khi chú Bùa Linh ít ra còn rất là nhiều đứa cháu cũng hứa cho nhiều người đúng không nó có clip đó chú hứa sau này chú bán được miếng đất chú sẽ cho người ít 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 đó mà bây giờ quý vị theo một lòng tham nó thể hiện ở chỗ nào nó thể hiện ở ngay cái chỗ nào lấy cái nhà rồi không còn miếng đất hai miếng đất thì đòi mua chiếc xe và xong lấy vài tỷ làm vốn trời ơi em nói thật sự cô chú anh chị ơi, thì còn cái gì nữa đâu đúng không không còn cái gì nữa tài sản của chú có nhiêu đó mà giờ cô chú gái đòi lấy nhiêu đó rồi 3 tỷ làm vốn rồi một chiếc xe nữa thì còn gì đâu tham lam vô cùng đúng không cái những người mà 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 đang bảo vệ những người này bị thấy đó cái lòng tham của họ đó quá quá trời quá đắt luôn chứ giống như là của người khác à giả sử như lấy một biết thân biết phận ờ à, giả sử lấy một ít này cái kia thôi để cái khác cho người khác thì nó còn tạm chấp nhận được mà không vị không dành hết luôn cháu nội cháu ngoại gì cháu đích tôn gì dẹp qua một bên hết luôn không cần không cho luôn mà trước đây á mình đã tiễn đi cái nhà từ đường rồi à, nhà ta đang sinh sống đó tiễn đi rồi à, làm cho mẹ con người ta phải ra ngoài đi phải phải ở chỗ khác mà mình không thấy có lỗi còn bây giờ là mình mình thay mặt luôn à, ba người ta mà từ người ta không cho người ta thừa hưởng tài sản luôn mới ghê chứ thật đáng sợ hồi mẹ con của sáu đúng không cô chú anh chị thì à, quý vị thấy rõ ràng qua cái nội dung đơn này thì chúng ta lại một lần nữa nhìn nhận và sự việc cô cô sáu rõ ràng là biết họ biết tại vì đã từng họ lên báo và họ khẳng định hồng loan là con của cố nghệ sĩ rồi mà bây giờ họ nói rằng là cố nghệ sĩ không có con thì tao là lại khai gian dối rồi thì em nghĩ rằng nói về mặt pháp lý á thì sẽ không có gì đâu nhưng mà nói về mặt mà đạo đức sống mới bị thấy rõ ràng không quá rõ ràng là để mà đạt được cái mục đích của mình mà bất chấp mọi thủ đoạn để mà đi tranh giành tài sản với con của người ta thì bây giờ gieo nhân nào gặp quả đó đó cuộc cuộc chơi cuộc chiến này cũng sắp kết thúc rồi mà khi mà kết thúc rồi mẹ con cô sáu phải trả giá cho những cái hành động thôi ngày mai nè quý vị coi đi ngày mai cái lúc mà tổ chức sân khấu không biết là ai đi xem không em thấy là cái ông mà thái giám gì đó là mới đăng lên đó cô chú anh chị nói rằng là sẽ sửa chữa lại sẽ có phục vụ cho cái đêm diễn của uh, Uh, gia đình chú bảy ghê không của chú chị ha? À, gia đình nghệ sĩ lớn ha bởi vì mở miệng ra nói mọi người đừng có chỉ trích tôi nữa tại vì tôi cũng là một cái dân kinh doanh thôi nên tôi không có binh ai không có ấy không có tấn công ai hết trơn á mà quý vị thấy không nó lại lên để mà binh vực bảo vệ cũng giống như là lan truyền thông tin cho cho thứ bảy chú bảy mà là tôi đứng ở chính giữa nha à, bởi vì bị cộng đồng người ta tẩy chay đúng rồi mà không biết là ngày mai có gì không được nha tại vì em thấy cái kiểu này giống như cái đà giống như là cái việc mà là thông báo chứ là cái cái sân khấu là phải cần nâng cấp lên đó của chú chị thì không biết là kịp thời gian hay không mai nó ờ, ừ, do sân khấu không kịp thời gian có thể là về sang một cái sân khấu một địa điểm khác hoặc là về sau một ngày khác được không chừng Đấy. nhưng mà em nghĩ rằng chắc không nay đi xem đâu trừ những cái người mà gọi là gọi là, gọi là phải gọi là những cái người mà mà ủng hộ có có quyền lợi á những người mà đi quý đi ra cộng đồng mà đi ra mọi người á, mình nói trên mạng không ai biết mình hết trơn nhưng mà khi mình xuất hiện ngoài cộng đồng á mình thấy u cái thằng đó nhỏ đó cái cô đó cái bà đó trời ơi bà đi ủng hộ cho cái việc mà tự nhiên phân biệt giữa con nuôi và con ruột rồi đi ủng hộ cho cái việc mà đi tranh giành tài sản rồi lên chửi người này người kia á, chửi luôn những cái người mà yêu mến những người bạn thân những cái người đồng nghiệp của cố nghệ sĩ á, rồi nói là nghệ sĩ không con này kia rồi hiến muộn này kia à, đó mà những cái người này là ha mặt chơi chản không đó, đi coi người ta sẽ chị chị chó 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 chói coi thế nào cũng xem nè chị chị thế nào sơn nhục chắc cũng ai đi đâu em nghĩ đó còn cái việc mà có ai đi không phải phải biết trong ngày mai mới biết cho cô chú anh chị đó thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị thấy hay nhấn like subscribe và chia sẻ và không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về cái lá đơn đề nghị này của chị đi thì hãy để lại cái phần bình luận phía dưới để có thể trao đổi cùng tiếng vlog cho cô chú anh chị một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị.